Rồi, xin chào các anh em. Thì ngày hôm nay tôi sẽ nói về cái sự so sánh giữa hai con squid này. Thì con squid A và squid B này thì trên đây nó chỉ khác nhau á, là hai cái cổng trên này thôi, còn ngược lại thông số đều y chang nhau hết. Ở phía con này thì EDS408A nó có 8 cổng LAN, và trên này nó có hai cái cổng này gọi là hai cổng hồi tiếp. Còn riêng cái con bên này nó có mã là EDS, mình sẽ focus lại 408MMSC, có nghĩa là cái code này sử dụng cái cable á, là loại multi mode. Cái tối đa cái tầm cái cáp quang của nó là 5 km, và cái cổng mà nó kết nối trong trong này là cái cổng SC nha, cái giắc kết nối là SC, cái hình vuông thì anh em có thể thấy bên hông đây. Rồi, cái sự khác nhau giữa hai con này là nếu bình thường ở trong phòng server, phòng NAT thì từ cái vị trí này qua vị trí kia dưới 100m thì mình sử dụng cái thiết bị này. Nhưng mà nếu để cái hệ thống của mình á, nó lớn, nó cái khoảng cách của nó trên dưới 1 cây số, thì cái việc sử dụng cái thiết bị hỗ trợ cổng quang thì nó sẽ cần hơn, có nghĩa là nó sẽ cần thiết bị bên này. Cái ưu điểm chính của các thiết bị này là cái gì? Thứ nhất là nó sẽ hỗ trợ cái công nghệ cấu hình tầng bọt, phân chia tốc độ, chia mạng ảo, và thứ hai nữa là cái cấu hình cái hồi tiếp. Ví dụ như cái cổng này mình đặt giả sử bên này và box này giống nhau, thì cái cáp quang cái cổng bên này nè, cổng số 8 thì nối với số 7 bên này, số 7 nối với số 8 bên này, hoặc là tùy thôi, số 8 nối với số 8 cũng được. Đó là tùy cái cách mình cấu hình ở trong phần mềm bằng web browser. Thì khi mà xảy ra cái việc mà đứt cái đường truyền cái dây quang này nè, qua đây nè, nó đứt đi thì nó sẽ truyền bằng cái cổng khác, cái cổng ở phía dưới. Thì việc này nó đảm bảo cái dữ liệu của mình luôn được chuyển, luôn được transfer, có nghĩa là hồi tiếp liên tục, và nó không có bị ngắt quãng, nó sẽ làm cho cái hệ thống chúng ta bị đình trệ. Thì đó là cái điểm mạnh của thiết bị này. Thì tất nhiên thiết kế công nghiệp nó sẽ có những cái ưu điểm, ưu việt khi chúng ta sử dụng trong môi trường khắc nghiệt. Thì đó là một số thông tin mình chia sẻ trong video ngày hôm nay, thì các bạn có thể hiểu và ứng dụng thiết bị phù hợp cho cái nhà máy của mình. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại ở các video sau.